Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Và ở tập trước thì chúng ta đã có khách quý tới nhà các bạn ơi. Hiện tại khách quý đang được mình cho ngồi ở trên cái vạc kìa. Ui, xong rồi mình lỡ chọc khách quý rồi các bạn ơi. Mình có ý này các bạn, tại sao mình không giữ người bạn Enderman này lại ở trong nhà? Ok, bình tĩnh. Không có nóng nè, không có nóng giận nè. Rồi luôn rồi, giận run người luôn rồi. Vì là khách quý, thế nên là mình sẽ cho người bạn Enderman này một cái danh phận. Hiện tại thì mình có 43 sắt hả ta? Mình sẽ làm được đâu đó cỡ 4 khối sắt luôn. Vậy thì tốt, mình sẽ chế 3 khối trước và làm một cái đe. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cái thẻ tên, rồi đặt tên cho cái người bạn kim khách quý tới nhà ha. Vì ảnh hay nóng giận, thế nên là mình sẽ đặt cho anh ấy là anh Bảy nóng nảy đi ha. Một cái tên rất là phù hợp với cái anh bạn này luôn. Rồi, xong phim. Coi kìa, anh giận mà gung tên luôn các bạn ơi. Thôi đừng có giận nữa, trời ơi, giận gì mà giận dai, vẫn biết nữa. Rồi, anh Bảy nóng nảy, mình sẽ đưa ảnh đi đâu ta? Đưa anh vô tủ, đưa anh vô bếp đi. Vô tủ thì hơi quá. Ok, già đào nha anh Bảy. Anh Bảy ơi, đào nha anh Bảy. Ui da, anh Bảy nóng nảy, nóng thiệt các bạn ơi. Hên cho anh á, là tôi để mấy em sói nâu ngồi xuống rồi đó. Chứ để mấy em đứng là anh xác định với mấy em sói tôi đó. Rồi, đưa anh Bảy vô xíu nữa các bạn ơi. Rồi, anh Bảy đứng kế bên cửa sổ đi, để anh chiêu chiêu bớt các bạn. Làm phim. Rồi, việc tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ đi ra thăm bò cái đó. Coi coi bò lớn chưa. Bò chưa lớn các bạn ơi. Ai, mình mới làm hết lứa bò các bạn. Được gần một stack da ha. Và với gần một stack da thì mình sẽ làm được cũng khá là nhiều kệ sách đó. Và để làm được kệ sách thì mình lại cần có những cây mía. Và trong thời gian với hai tập, mình cũng có trồng một ít cái cây mía phía bên bờ biển nè. Đó, cũng không nhiều lắm các bạn. Lai rai vài cây thôi ha. Để bây giờ mình thu hoạch cái mớ mía này. Rồi sau đó chúng ta vô trong và bắt đầu chế tạo ra những cây sắt. Và công dụng của nó là để làm gì? Tất nhiên rồi, dùng để gắn vào cái khu vực enchant đấy các bạn ơi. Không biết anh Bảy còn nóng không nữa. Trời ơi, anh Bảy còn nóng hay sao á. Chuẩn luôn các bạn ơi. Anh Bảy còn nóng. Ok, để anh Bảy nóng đi, kệ anh Bảy luôn. Rồi, sau khi thu hoạch một ít cây mía thì mình cũng được đâu đó cỡ 6 stack mấy các bạn ạ. Mình sẽ đổi bớt đâu đó cỡ 1, 2, 3 stack ra những cái miếng giấy. Sau đó thì kết hợp với da thôi, là chúng ta sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái quyển sách. Xem coi gỗ mình còn không ta. Hình như, ui mình gần hết gỗ rồi. Vậy là phải đi chặt thêm gỗ đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ làm trước đâu đó cỡ 16 kệ sách đi. Phần sách còn lại thì có thể là mình sẽ để dành. Chúng ta enchant sách sao. Và nhắc tới khu vực enchant thì không thể thiếu các bạn enchant. Thế nhưng mình làm gì có hắc diệm thạch đâu. Trong rương toàn là đá các thứ được không mà. Thế nên là bây giờ mình sẽ có một chuyến đi xuống dưới lòng đất để chúng ta đào hắc diệm thạch. Trước tiên là múc theo một cái xô nước nè. Sau đó là nhảy xuống cái khu vực rất nhiều hắc diệm thạch này. À, và hôm qua mình gặp nhiều kim cương tới mức mà mình còn bỏ sót một cái chỗ kim cương các bạn. Tập xong cái chỗ này muốn buồn ngủ luôn á các bạn à. Rồi, và chỗ kim cương mà hôm qua mình quên, nó sẽ nằm tít ở dưới này lận. Hú hồn chim én. Hình như là mình ngước lên trên mình mới gặp thì phải. Ủa chỗ nào ta? Trước mình cũng ngước lên nhưng mà như úp bên này nè các bạn ơi. Như ngay chỗ này. Ủa, đâu rồi? Ủa, mình nhớ có một cái chỗ nào đó mình ngước lên là có kim cương mà. Ê, đừng nói là mình đã lạc mất cái chỗ đó rồi nhá. Ở kia kìa, thấy rồi. Trời, bộ ba Ripper. Ê. Ui da. Trời. Thôi nha, tôi không có mang theo vũ khí đó. Giảng hòa đi. Không được rồi, mấy anh bạn thì cây la tanh này nóng thính quá. Không giảng hòa được rồi các bạn ơi. Mình phải lấy một ít block. Ui da, hoài đi đó. Thôi, ơi, nhện tàn hình. Eo ơi. Trời, tự nhiên có cặp mắt đô le đô lét. Giờ mình á, nguy hiểm thật. Không đùa được nha. Trời, nó bắn kìa các bạn ơi. Eo ơi. Rồi luôn, học cách để né mũi tên luôn các bạn ơi. Ouch. Thôi. What? Phía bên này của cái hang động vẫn còn kim cương các bạn ơi. Các bạn nhớ đừng có giống mình nha. Đi mai là bắt buộc phải đem theo vũ khí. Chứ không thôi là xác định liền. Ăn hành trừ cơm đó. Rồi luôn, mình cầm cuốc. Mình cuốc vô mỏ con zombie này. Ở đây hình như có một bạn thôi các bạn. Ui.
Oh no, rớt viên kim cương ở dưới rồi. Trời đất ơi. Hả? Cái gì? Hãy gặp thêm kim cương ở dưới nữa. Ôi trời ơi, cái quặng này khá là nhiều các bạn ơi. Nó sẽ đâu đó cho mình cỡ, hồi nãy rớt một viên đúng không? Bây giờ mình có thêm hai viên nữa là 3, 4, 5, 6. Wow, ở dưới là ít nhất 3 rồi đó. Ê, đi lấy hắc diệm thạch thôi mà cũng có kim cương nữa. Quá đã các bạn ơi. Rồi, làm liều luôn nè. Ê, 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 nhảy xuống đây trước. Rồi, sau đó tốc độ. Lấy kim cương thôi. 3 quặng. Ui da, ui da, ui 4 quặng luôn. Wow, wow, wow. Được, được, được các bạn ơi. Hôm nay lại là một ngày may mắn tiếp của mình rồi. Hả? Chỗ này có tới 5 quặng kim cương. Ui, vẫn còn kìa. What? Quặng thứ 6 nè. Và thứ 7 luôn. Ui, thứ 8. Thứ 9 luôn. Rồi, mình gặp được cái chùm kim cương khổng lồ các bạn. Nhưng mà bây giờ mình phải cách ly mấy cái con zombie này cái đó. Cách ly thành công với bọn chúng rồi. Trời đất, hồi nãy trên kia mình đào được 6 viên kim cương. Chỗ này mình đã đào được 7 viên rồi. Thứ 8, thứ 9, thứ 10. Quặng thứ 11. What the hell? Các bạn đã bao giờ đào được cái chỗ kim cương nó nhiều như vậy chưa? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Ui nhưng mà sao con xương này nó bắn mũi tên vô duyên vậy trời. Bắn ngay mỏ mình luôn rồi. Về tới nhà, mình sẽ dùng số kim cương mà mình đào được, lập tức chế tạo một cây rìu kim cương giúp mình chặt cây. Nó tốt không? Thứ hai là một cây kiếm kim cương, để có thể cần được nhiều con quái vật cùng lúc. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu, đó chính là cái bàn enchant. Mình sẽ bấm liền công thức cho nó. Tên tên, tổng phim. Tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo các bạn. Và ngay vị trí của cái bàn chế tạo sẽ là khu vực mà mình set up cái khu vực enchant đó. Thế nên là mình sẽ dọn ra tí, cho chỗ này nó rộng rộng. Dự tính là mình sẽ làm khu vực enchant nó sẽ thấp hơn so với cái sàn á, chứ không thôi thì nó sẽ hơi chiếm cái không gian ở phía trên á. Sẵn tiện up thêm ván tre phía dưới nhìn cho nó ok nè. Và đặt bàn enchant xuống. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta bắt đầu cường hóa đồ được rồi đó các bạn ơi. Thêm 4 kệ ở 4 góc nữa. Xong phim. Vậy là một khu vực enchant đã có ngay bên trong cái ngôi nhà của mình rồi. Và xem thử nào. Khi enchant kia cúp, nó sẽ cho mình dòng gì đây? Chạm hỏng. Oh, kiếm đánh ra lửa. Rìu cũng là chạm hỏng. Cung cũng bắn ra lửa. Chắc là mình sẽ thử enchant trước một cây cúp đi. Tại vì enchant đã lấy thêm kim cương là sao? Tham lam. Rồi, cho cây cúp vô ha. Ê, nhưng mà khoan, vấn đề tiếp theo là mình không có đủ kinh nghiệm các bạn ơi. Và đó cũng là lý do mà ngày hôm nay mình sẽ bắt tay vào làm một cái khu vực farm kinh nghiệm. Ở tập trước khi mà đi đào mai á, thì mình phát hiện ra một cái khu vực spawner các bạn ơi. Và đó là một cái lồng spawn của những cái con zombie. Và hôm nay khu vực đó sẽ biến thành cỗ máy cho mình rất nhiều kinh nghiệm phục vụ vào việc enchant đồ nha. Trước khi đi thì lại đây, mình sẽ nấu một ít thịt ra cái đã. Dơm than bên cái chỗ nấu xác qua luôn. Rồi, ok. Thôi anh Bảy đừng có nóng nữa nha anh Bảy. Bữa giờ tôi thấy anh là hơi nóng nảy rồi đó. Kìa kìa kìa, có ảnh kìa các bạn. Không thèm nhìn mặt mình luôn mà. Giỡn mình rồi. Giờ mình thả. À thôi, nó giỡn chứ. Anh Bảy ngồi trên sườn thấy đẹp trai lắm á nha anh Bảy. Mày cầm mồm đi. Hay là anh muốn lên giường? Anh muốn ngủ trên giường hay sao các bạn ơi? Anh thích tôi chịu à, tôi là anh Ba Lộc dễ tính mà. Rồi, anh ở đây đi ha. Gần cái giường hơn rồi đó. Cái giường này của tôi, anh chỉ được dòm thôi. À đâu. Đấy rồi, thức ăn đã nấu chín. Và để xuống cái khu vực đó thì chắc mình cũng sẽ chuẩn bị thêm một tí gỗ nữa các bạn ơi. Để mình còn có cái mà sử dụng vào việc trang trí, cũng như là chế tạo những thứ cần thiết cho cái chỗ farm zombie đó nữa. Sẵn tiện kế bên là khu vực biển có những tảo bẹ nè. Mình sẽ lấy một ít tảo bẹ mang theo luôn. Một tí nó cũng sẽ rất là cần đó nha. Hình như mình lấy hơi nhiều các bạn ơi. Đây rồi, chúng ta đã trở lại cái khu vực hầm ngục của những con zombie. Và khu vực này hiện tại thì nó đang bị chật quá. Thế nên là mình sẽ bắt đầu mở rộng cho nó ra một xíu, để thuận lợi cho những con zombie nó spawn ra hơn ha. Cụ thể hơn thì cứ về mỗi hướng thì mình sẽ có cái chiều rộng là 4 ô. Ok, bên đây cần thêm 2 ô nữa nè. Tương tự đối với ở phía bên này luôn. 1, 2, 3, 4. Rồi, chỗ này đã tương đối rộng hơn rồi. Nhưng mà phía dưới thì chưa được sâu. Thành thử ra là bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống phía dưới và cho nó có độ sâu cỡ 3 ô ha. Mình sẽ đào nó trong 3 nốt nhạc. 1,
2 3 Đọc phim. Giờ thì cái rương nó cũng không cần thiết lắm rồi, thế nên là mình sẽ dọn nó ra, đồng thời tạo cho mình một cái cầu thang để tí lên trên cho dễ nè. Để tránh những anh chàng đẹp trai spawn phía trên thì mình sẽ đặt một cái slab bằng tre, như vậy thì sẽ hạn chế được tình trạng đó ha. Bước tiếp theo là đổ nước để chúng ta đẩy zombie về một cái góc. Nhưng mà hiện tại mình có một xô thì không đủ, để mình múc thêm một xô nước nữa. Ok, bây giờ thì đã có nước vĩnh cổ, dễ dàng cho mình đặt nước hơn rồi. Mình sẽ đặt hết luôn. Rồi, và bây giờ nước nó đã đẩy về một hướng. Từ đây thì mình sẽ bắt đầu đào xuống dưới đâu đó cỡ 3 ô. Ngay dưới này mình cũng sẽ có một cái xô nước nha. Mình sẽ đặt nó ngay đây. Rồi, coi coi nó chảy tới đâu. Nó chảy ngay đây đúng không? Vậy thì mình sẽ đào xuống thêm một ô nữa. Nhưng mà kế hoạch đẩy những cái anh chàng đẹp trai lên trên phải cần có những cái cục cát linh hồn các bạn ơi. Mà cục cát linh hồn thì mình chưa có để đặt vô nè. Thế nên là chắc mình phải quay xe một chuyến rồi làm cánh cổng địa ngục, rồi sau đó lấy cát linh hồn về ha. Đó cũng là lý do mà khi nãy mình lấy dơ dơ hát kim thạch ra nè. Rồi, giờ thì mình sẽ đặt cánh cổng địa ngục chắc cũng gần nhà đi, cho tiện. Đâu đó khoảng ngay vị trí bên này. Ngay đây là đẹp. Rồi, xây cho nó cao lên. Tương tự với phía bên này. Và gắn thêm hai khối tre ở hai góc. Nhưng thôi là không đủ á các bạn ạ. Để có bật lửa thì mình sẽ cần một cục đá lửa với cả là một phôi sắt nè. Cho vô bạn chế tạo, quẹt lên. Xong phim. Giờ thì lấy hát diệm thạch, ổ lộn. Lấy các linh hồn thôi nào. Để xem coi mình sẽ xuất hiện ở đâu đây. Ôi thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, giãn qua. Ây da. Giãn qua đi, giãn qua đi. Chuẩn bị nè, banh sát nè. Ui, suýt nữa banh sát mình các bạn ơi. Ui, né được. Ui da. Hay thế. Ui dồi. Mình xuất hiện ở một cái chỗ không được an toàn lắm các bạn ơi, coi cánh cổng kìa. Được chân là lọt xuống dưới liền. Hên là mình vẫn còn bình tĩnh và đi vô cái chỗ an toàn được á. Trời ơi, có điểm rồi đó. Và khu vực này thì... Ê, có heo, có heo. Ây da. Có hút linh các bạn ạ. Nó hút mình rồi. Chạy qua đây. Mình sẽ cần tìm một khu vực khác, nó có các linh hồn á. Chứ chỗ này là thua rồi đó. Hút linh baby. Thôi thôi thôi. Đây rồi. Mình đã thấy được các linh hồn các bạn ơi. Tuyệt vời. Ui ui ui. Gì vậy? Đâu ra thế? Rồi hình như nó mới spawn kế bên mình luôn. Mày đất ơi. Bành sát. Hả? Hụt lắc. Trời trời trời. Lần này thì sao? Cũng hụt luôn. Quá tam ba bận nha. Lần ba thì vậy mà gáy nữa đi anh bạn gát. Hoài luôn á. Rồi. Giờ thì có thể lấy được các linh hồn rồi các bạn. Mình cần một cục thôi, nhưng mà để chắc cố mình lấy ba cục đi. Rồi, quay xe, quay xe. À, thích bắn nhau hả gì? Giỡn hoài ní. Bây giờ thì tự tin nhảy xuống dưới này và đặt các linh hồn xuống thôi. Vì ở đây mình có đặt một cái tường đá, thế nên là khi mà mấy anh chàng đẹp trai xuống đây là tự động sẽ được đẩy vô sát trong này. Và sau đó khu vực bên trong mình sẽ lắp sẵn một cái thang máy bằng các linh hồn. Nó sẽ đẩy lên ha. Làm thử cái bài test luôn coi. Ok. Đó, một anh chàng đẹp trai đã xuất hiện. Bây giờ thì xem thử anh chàng đẹp trai đó sẽ bị đẩy như thế nào đây. Ý kìa. Vậy là thành công đó các bạn. Rồi, giờ thì mình sẽ xử anh chàng đẹp trai này luôn. Để mình thực hiện cái công đoạn đó chính là đào thẳng tiến lên trên ha. Ngay bước này thì mình cần phải dọn mấy cái cát linh hồn ra. Tính từ cái vị trí thấp nhất là ngay đây, mình sẽ đào thẳng lên trên là 23 ô ha. Tới nơi thì mình sẽ quẹo trái. Đây sẽ là khu vực cho mấy anh chàng đẹp trai rơi xuống nè. Hả? Cái gì? Ngay đây cũng có kim cương nữa. Mèn đét ơi. Là thật. Không hiểu luôn. Ủa quên mấy ô ta? Hình như là 9 ô thì phải. 10. 11. Làm dấu cái ô này lại bằng cái bàn chế tạo. Rồi. Tạm thời mình sẽ lắp lại như vậy. Đặt cục cát linh hồn trở lại nè. Bước cuối cùng là cắm tao bẻ xuống. Rồi trồng nó tiến lên trên thôi. Từ 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 từ, bình tĩnh. Lọt xuống dưới là end luôn á các bạn ơi. Không giỡn được. Rồi, đập thôi. Chuẩn bị xem coi nó có đẩy mình hay không nha. Ok chưa? Đó, tạo bẹ bay lên trên là thành công rồi đó các bạn. Đã tới lúc test máy farm rồi các bạn ơi. Xem coi nó có thực sự ok la hay không nha. Chuẩn bị nào.
Cẩn thận, cẩn thận. Đập nốt cây đuốc cuối cùng là nó sẽ xuất hiện đó. Rồi rồi, xong phim, xong phim. Ok. Hello. Xin chào và không hẹn gặp lại. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Sắp rồi, sắp rồi. Cấp vô đi. Rồi, không có biện diện nha. Bye bye. Ủa? Sao lâu rồi mà không thấy cái anh bạn nó gớt xuống ta? Kỳ trời. Trời ơi. Mình đã biết đâu là nguyên nhân rồi các bạn ơi. Mình đã chặn đường xuống của mấy anh bạn đẹp trai này rồi. Thiệt cái tình á. Ôi. Oh my gosh. Oh no, oh no. Một tí nữa là chúng ta đã kết thúc hành trình này sớm rồi các bạn ơi. Thiệt luôn á. Ui, ui, ui. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ẩu thiệt chứ. Eo. Sau khi fix lại cái chỗ kia rồi thì mình đã có thể yên tâm và rào lại cái chỗ spawner để tránh cái ánh sáng của cây đuốc ha. Chỉ có như vậy thì bên trong nó mới thực sự là tối thui và đảm bảo spawn ra siêu nhiều những con zombie luôn các bạn ơi. Nè, một anh chàng đẹp trai đã ngồi ở đây rồi nè. Xong phim, vậy là chúng ta đã có cái để farm kinh nghiệm tẹt ga rồi các bạn ơi. Úi. Ủa. Ui. Ủa sao có anh bạn lọt ra ngoài được hay vậy? Hả? Ảo thật đây. Nè đi, có anh bạn lọt ra ngoài được luôn kìa. Chắc là chen chút á các bạn ơi. Và sau một lúc AFK thì chúng ta đã có thể ngồi đây và tận hưởng rồi. Rồi, cũng khá là nhiều các bạn ơi. Ui, có cả khoai tây rơi ra kìa. Wow. Ê, 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 ê. Ê, có thích khách. Chắc là do hướng này chưa được cắm đuốc đầy đủ. Oh my god. Thấy chưa, thấy chưa. Mém nữa thì thanh niên xanh xanh đó gình gình làm cái bẩm một cái là thôi luôn đó. Không đỡ được luôn đó các bạn ơi. Ok, mình sẽ ngồi đây farm tí để chúng ta có đủ số kinh nghiệm và về enchant full set giáp, full set dụng cụ của mình nha. Và để cho chỗ này trông ok hơn, mình sẽ trang trí nó thêm một xíu nữa. Nào là đường ống bằng thủy tinh nè, thêm những cây cột bằng tre. Ui ui ui. Trời trời trời. Ui. Cái nhóc nhỏ đó đi lạc các bạn ơi. Còn tường thì mình sẽ ốp bằng những cái cục đá canxit giống như vậy. Cũng rất là đẹp đó nha. Ngay bên hông thì mình còn có thể lắp vào thủy tinh giống như vậy, để có thể tận mắt nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai bay lên trên ha. What the hell. Ui. Anh chàng đẹp trai này đi từ hướng này vô các bạn ơi. Ê, vậy là mai mốt mình phải làm cửa sắt á các bạn ơi. Để tránh trường hợp có thích khách lẻn vô giống như hồi nãy á. Không phận sự. Cắm vào. Ok. Mình đã đặt biển cảnh báo ngay đây các bạn. Giờ thì rào lại chỗ này luôn. Có gì mình làm một cái thang máy đi xuống dưới này các bạn ơi. Trang trí sơ sơ qua vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đây và farm tiếp. Chắc khoảng mình nghĩ là khoảng 50 level các bạn ơi. Ừ đúng rồi ha. Một khu vực farm như vậy thì không thể nào thiếu những cái rương để tí mình chứa đồ nữa. Bây giờ về nhà, mình đã có thể tự tin enchant tẹt ga rồi các bạn ạ. Rồi, coi lại nào. À, cái cúp của mình vẫn là chậm hỏng ha. Thôi được, mình sẽ enchant thử luôn. Lần đầu tiên, và xem coi. Gia tài ơi. Cũng không tới nỗi tệ các bạn. Và tặng thêm hiệu suất cấp độ 3 nữa. Tiếp theo nào, tới cái rìu. Trời ơi, cái rìu gia tài ạ. Trời đất ơi. Đớn đau, đau đớn thiệt chứ. Cây cung lửa. Và có thêm dòng gì khác không? Yêu, nó chỉ có thêm chậm hỏng thôi. Nếu vậy thì chắc mình sẽ chuyển sang enchant set giáp đi. Để xem coi với set giáp của mình thì chúng ta sẽ có được những dòng gì tốt tốt hay không nè. Thử cái quần coi. Đây, quần chậm hỏng bảo vệ 3 nè. Tiếp theo là một cái nón bảo vệ cũng cấp độ 3 luôn. Áo chậm hỏng 3, bảo vệ 4. Khá ngon, cái áo là ngon nhất nãy giờ ha. Ok, lấy rìu hiệu suất đi. Rồi, quay lại enchant giáp nè. Đó, bây giờ đã có một chiếc ủng bảo vệ 4. Và hết rồi. Không có thêm gì hết các bạn ơi. Yêu vậy mà vẫn không đủ kinh nghiệm kìa. Chắc là mình phải đi farm thêm một chập nữa. Để mình enchant nốt cây kiếm kìa đó. Cây kiếm hiện tại đang không ngon lắm các bạn ơi. Lần này thì sao? Hí. Đặc biệt bốn. Tan tan. Chậm ống ba. Ok, cũng không quá tệ hết các bạn. Rồi, vậy là mình đã xong cái nhiệm vụ tiếp theo trong ngày hôm nay.
Đó chính là enchant tất cả những cái món đồ trên người của mình. Nào là giáp cho tới dụng cụ cũng như là vũ khí. Bây giờ thì mình đã có thể tự tin và trở lại địa ngục các bạn. Ê, nhưng mà khoan, mình muốn ngủ giấc để sáng đi khám phá mà anh Bảy nóng nảy này cản trở mình rồi các bạn ơi. Vậy thì để anh Bảy nóng nảy lại cái lò nung tiếp đi ha. Anh chịu khó, anh ở đây anh sưởi ấm tiếp đi. Tôi lận đẳng tôi ngủ mình đây. Và ở cái chuyến đi qua địa ngục lần này thì mình cũng có hai cái mục tiêu đề ra các bạn ạ. Thứ nhất là tìm ra được cái pháo đài địa ngục. Và thứ hai là tìm thấy được một cái passion. Để xem coi hai mục tiêu đó mình có thực hiện được hay không nha. Rồi, giờ thì né né chỗ này ra trước. Phải lập tức đi liền á, trước khi những con gát nó xuất hiện. Như vậy thì sẽ rất là rắc rối các bạn ơi. Ui, gặp giang hồ bên địa ngục rồi. Ui, no. Thích thì bước vô đây. Tầm này mình không sợ giang hồ bên địa ngục đâu. Giáp mình đã được enchant rồi các bạn ơi. Mình đã mạnh hơn rồi. Kể cả cái con heo kia. Đụng là mình trọng đó. Ủa? Ở đây rồi. Mình đã tìm được passion rồi các bạn ơi. Yay. Mặc dù nó hơi xa cái cổng của mình một xíu các bạn ơi. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đã đặt chân vô khu vực này. Gì đây? Thích như nào? Thích bắn lắm hả? Hở hở là bắn. Còn là muốn bắn vô mặt mình không mà các bạn ơi. Kỳ cục à. Và dưới đây có rất là nhiều giang hồ bích liên luôn các bạn ơi. Cầm rìu rất là chiến nha. Hên là cái khu vực này bọn chúng không trèo lên được. Thành thử ra là mình sẽ dễ bán hành cho bọn chúng. Ok. Dọn được tên thông bạo là thấy khỏe rồi đó. Như chỗ này không có rương thì phải. Để mình đi xuống thấp một xíu. À đây đây mới có rương nè. Yeah. Mẫu rèn nâng cấp Netherite. Mảnh vỡ cổ đại. Thêm một vài cây nỏ cũng như là kiếm sắc bén ha. Ê, mới đặt chân vô mà mình đã rút được nâng cấp Netherite rồi. Không biết dưới này còn rương không ta. Hình như là... Ui đây là cái đường dẫn sâu xuống dưới rồi. Thử coi có gặp được cái rương nào giấu tít dưới này không. Ờ, có vẻ là không rồi các bạn ơi. Nè, nếu vậy thì mình sẽ quay trở lại chỗ rương đôi này. Và coi thử coi mình sẽ đào về hướng nào ta. Bên này chăng? Mình nghe tiếng bích liên các bạn ơi. Ôi, hơi đông nha. Tới tận 3 cái thanh niên bích liên giang hồ lận các bạn ơi. Wow, bên bển lại tới công chuyện với mấy anh giang hồ này đó. Thôi, yếu thì tiếp tục dùng thế thôi các bạn ơi. Tô lô với mấy ảnh mệt lắm. Hả? Lại là mẫu rèn nâng cấp Netherite. Ở đây có vẻ là chuộng mẫu rèn nâng cấp Netherite nha. Và không có thêm mảnh vỡ cổ đại hay là vụn Netherite rồi. À thôi kệ, có đỡ hơn không các bạn ơi. Và dưới này là cái lối đi để chúng ta vô cái chỗ trung tâm cái passion này các bạn ơi. Mình thấy hơi nguy hiểm đó. Người thành công luôn có lối đi riêng các bạn ơi. Mình sẽ đi đường này qua ha. Ui dạ, có hai anh giang hồ với lại cái thanh niên heo này. Nó muốn hút mình dữ lắm rồi đó các bạn ơi. Ủa muốn hút là hút cái gì? Ai cho? Kể cả thanh niên này nữa. Xử luôn anh giang hồ. Ok, lút vàng thôi các bạn ơi. Lụm. Ngon. Rồi, ở đây sẽ là chỗ trung tâm. Ê, bình tĩnh anh ơi. Trời. Anh này giang hồ quá. Không được, mình phải đẩy anh xuống dưới nhung nham các bạn ơi. Bye bye. Rồi, qua bên này. Coi thử coi chỗ trung tâm có giàu hay không nha. Ừ, nhưng mà trước hết để mình khám phá trên này cái đó. Coi có sót rương không các bạn. Mình có đi sơ qua nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy cái rương nào ha. Trời. Nhiều vàng vậy. Cả đống khối vàng ở dưới luôn các bạn ơi. Wow. Ây da, trời. Giang hồ, anh giang hồ với chúng tôi đúng không? Anh giang hồ nữa đi. Anh giang hồ nữa đi. Kỳ cục kẹo hả? Tao mới dòm thôi là ảnh đã quýnh người ta rồi. Ok, mình sẽ vô chỗ này. Sau đó thì mình sẽ chặn cái đường đi của các anh giang hồ đó liền. Ê. Ảnh qua đây các bạn ơi. Phải giữ khoảng cách với anh đó mới được. Ê, nhìn gì anh bạn? Nói cái quay mặt liền luôn. Được á, anh bạn đó được. Mình sẽ tìm cách để xuống dưới một cách an toàn các bạn ơi. Nhưng mà muốn an toàn cũng khó nha. Tại vì có con hút liên nó đang canh á. Ok, chắc là nó không thấy mình đâu. Rồi. Giờ thì đập một cái lỗ nhỏ. Ok. Và dùng thế tiếp tục thôi.
Chưa giáp lắm ít kiểu gì. Ôi ôi ôi, chưa giáp lắm ít là kiểu gì mình cũng bị hút cho ha. Chân bụng đó các bạn ơi. Rồi rồi rồi, hút liền cũng đã nằm một đống. Giờ thì anh Giang hộ Bích Liên này cũng đi thôi. Ok, tốc độ tốc độ. Hãy thật là nhanh các bạn ơi. Mình sẽ lấy hết những khối vàng này. Đào đào đào. Mấy con mắt ma nó đang áp sát mình. Không giỡn được, không giỡn được. Cái con đó thấy vậy thôi á, chứ nó cực kỳ nguy hiểm đó các bạn. Bốn con nó tụm lại, nó ủi mình một cái thôi là nằm một đống lên. Ui 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 ui. What the hell? Mấy anh núp trong này. Hoàng đét à. Sao mà đỡ được. Rồi thích bắn không? Tôi bắn với anh luôn. Giỡn giỡn hoài. Xong phim. Clear được khúc này rồi ha. Sẵn tiện lút luôn cái rương. Nó giấu ở ngay trong hốc nè. À, có thêm sách tốc độ linh hồn. Cũng tạm. Dù khoảng cách được với mấy con mắt ma xong rồi ha. Ê, đứng ở đó canh chừng hả? Bye bye. Thôi bây giờ thì làm thêm một lần nữa nào. Lút rương. Ui, giáp kim cương. Vô. Từ 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 từ. Mình đang bị đầy kho đồ các bạn ơi. Đó đó đó, có bạn coi kìa. Ui, thấy chưa, nguy hiểm cực kỳ luôn á. Lại nè, lại nè. Thằng này tập trung nha. Chỉ làm một cái rồi chạy liền. À, đây đây. Ok. Ui, point netherite luôn. Ui. Yêu. Ây da. Không ổn rồi. Ây. À. Mình đất ơi. Không được, không được, không được. Mình không được nằm xuống ngay tại đây. Ăn táo vô, ăn táo vô. Oh my gosh. Ê, đừng có bắn nha anh bạn. Bậy rồi đó. Đây là lúc không được bắn tôi. Bình thường muốn bắn vô mặt tôi cũng được, nhưng mà lúc này là không được bắn. À. Ui. Mình vừa có một pha làm liều, tí nữa là đi vào lòng đất rồi các bạn ơi. Hoàng đất ơi. Hồi hộp thật sự. Kìa kìa kìa. Cái con mắt ma nó còn dí tới đây luôn các bạn. Giờ để mình. Ôi, nó quýnh xa thiệt chứ. Ok, thử gọn nào. Yeah. Cơ bản là chúng ta lút được một phôi netherite từ cái rương hồi nãy các bạn. Làm liều qua đó cũng xứng đáng á. Ok, passion này mình đã khám phá xong rồi. Chắc mình không nên ở đây quá lâu đâu các bạn. Chỗ này càng ở lâu là càng nguy hiểm đấy. Giọt thôi. Ê, kế bên cái passion là cái pháo đài địa ngục luôn kìa. Wow, có những cái con quỷ lửa đang đợi mình kìa các bạn. Ngon. Lên săn quỷ lửa luôn. Ê, và hồi nãy á, mình lút được cái ủng trong cái passion kìa. Là một cái ủng có dòng sửa chữa luôn các bạn à. Quá đã luôn. Hồi nãy gấp quá mình không có kịp khoe với các bạn. Ok, còn bây giờ thì mình đã đột nhập thành công vào cái pháo đài địa ngục. Ui, tường đen. Ồ ồ. Sao mà cận chiến tôi được. Mặt thầy trích lõ ở đây rồi. Anh gặp tôi là anh tắt điện nha. Em thử coi có cái rương đâu không. Ui ui ui. Sao nhiều xương đen vậy. Yêu. Em coi nhân phẩm của mình hôm nay như thế nào đây. Rồi, nhân phẩm của mình bình thường các bạn ơi. Không có một cái đầu xương đen nào hết. Và ngay chỗ này thì cũng không có một cái rương nào luôn các bạn ơi. Ờ. Yêu thật chứ. Nguyên một cái chỗ đẹp như vậy mà không có một cái rương. Vô lý ghê. Rồi, con quỷ lửa này xác định với mình. Mình sẽ bằng thịt nó. Có que không? Cũng không có que quỷ lửa luôn. Trời ơi. Trời ơi. Hình như bữa nay mình vô lãnh địa xương đen rồi. Đi vài bước là gặp xương đen rồi các bạn ơi. Không có một cái rương luôn kìa. Hả? Cái bát. Sao cái pháo đài địa ngục này lạ nhờ. Thôi ghé qua lấy tạm một ít cái búa địa ngục đi. Để dành nữa mình nấu thuốc. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình hơi chơi liều rồi đó. Ê. Hú hồn. Hú hồn tâm hồn còn nguyên. Ê, nhưng mà có rương các bạn ơi.
đây rồi, 3 viên kim cương trong một cái rương, thêm 2 vôi vàng nữa. Thời tới rồi, thời tới. Ồ. Anh nhô. Quen biết không anh ơi? À, quen à, không quen thôi. Trời, gặp ngay người xương đen tốt bụng nữa chứ. Ủa sao hướng này quen? Ủa? Ê, tính ra cái hướng này hồi nãy mình chỉ cần đi một xíu nữa thôi là tới luôn á các bạn ơi. Wow. Qua đây thử coi. Có rừng, mình thấy cái rừng rồi. Ok. Lại là kim cương. Hôm nay nhân phẩm mình nó lúc hên lúc xui các bạn ơi. Hơi ảo rồi đây. Lượm thêm cái que quy lửa coi. Rồi, bên này, à, dẫn xuống phía dưới nữa à. Nãy giờ tổng cộng là chỉ đúng có 2 cái rương thôi đó các bạn. Nhưng mà cho mình 5 viên kim cương rồi. Rương này có vẻ mình chưa đây nè. Vũ địa ngục còn nguyên các bạn. Ui, hết rương rồi. Tu cà na vậy. Lên trên. Có rương. 2 cái luôn. Ôi, lần này thì không có kim cương rồi. Tưởng đâu mà có kim cương nữa, chắc mình lụm luôn các bạn ơi. Rồi, và bên này. Ủa, bên này bèo vậy? Có đúng cái giáp ngựa à. Vậy là hết cái pháo đài địa ngục này. Chúng ta loot được có vài cái rương vậy thôi đó các bạn à. Đồ thì nó cho cũng không có quá xịn ha. Để coi coi hướng kia còn đi được không. Hướng này đi được, nhưng mà có vẻ là nó không có dấu vết của những chỗ có rương các bạn ơi. Cho nên chắc mình sẽ quay xe đi ha. Và trước khi về thì có thể là mình sẽ săn một ít xương đen để thử nhân phẩm của mình. Biết đâu mình sẽ săn được cái đầu xương đen đầu tiên ở trong cái pháo đài này thì sao. Thử nào. Mình sẽ đặt KPI là săn 20 xương đen ha. Để xem coi với 20 xương đen mình sẽ được mấy cái đầu đây. Úi, tới anh xương đen thứ 12 thôi. Là mình đã nhặt được cái đầu xương đen rồi. Để coi coi săn tới anh xương đen thứ 20 có lượm thêm được cái đầu xương đen nữa không. Và đây là anh xương đen cuối cùng. Để coi coi. Ui, hết hên rồi. Ok, nói chung thì với cái pháo đài đầu tiên mà mình loot được như đây đồ là mình thấy cũng rất là thành công đó các bạn. Còn bây giờ thì chắc mình phải trở về thôi. Set giáp mình mặc á, nó cũng sắp chịu hết nổi rồi. Bị bào quá bào mà. Không có gác. Ok. Tại cái chỗ này nó hơi ngặt nghèo á, nên là mỗi lần qua là phải để ý gì đó các bạn ạ. Tổng kết lại sau chuyến đi khám phá địa ngục vừa rồi, mình mang về cũng khá là nhiều chiến lợi phẩm các bạn ơi. Nào là Point Netherite nè, mảnh vỡ cứu đại, 3 mẫu rèn Netherite, kể cả đầu xương đen mình cũng đã mang về nè. Đặc biệt là mình đã có món đồ sửa chữa đầu tiên, đấy chính là một cái ổng kim cương các bạn ạ. Rất là tuyệt vời ha. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ còn kiếm được nhiều tài nguyên nữa khi mà trở lại địa ngục. Và còn vui hơn nữa khi mà ngôi nhà của chúng ta lại có thêm một vị khách tưởng chừng đã được mình tiễn đi sang thế giới bên kia ở tập trước rồi. Đó chính là anh Bảy lúc nãy à. Và chắc chắn rồi mình sẽ không chọc anh Bảy nữa đâu các bạn ơi. Chúng thôi anh Bảy giận gung người đó. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và nếu các bạn yêu thích những video sinh tồn giống như vậy thì đừng ngần ngại nhấn vào nút like phía bên dưới để cho mình biết có bao nhiêu bạn yêu thích cái cuộc hành trình này ha. Và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Laproot hay là Unitalet thì có thể ghé qua shop của Lộc ha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Vẫn còn rất là nhiều điều thú vị đang chờ đợi mình khám phá những tập tiếp theo nha. Bye bye.